Xin thân mến chào quý vị và các bạn. Tin đời 365 rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Chương trình hôm nay sẽ có nội dung đáng chú ý sau đây. Bỏ quy định học sinh đeo khẩu trang trong lớp. Học sinh sẽ không bắt buộc đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách trong lớp học theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sáng mùng 7 tháng 5. Phát biểu tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống Covid-19, Thủ tướng yêu cầu các trường phải định kỳ mở cửa cửa chính để thông thoáng khí, tăng cường các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt vệ sinh phòng, lớp học, nhà vệ sinh, học sinh và giữ vệ sinh cá nhân thường xuyên rửa tay. Với chỉ đạo này, trường học cả nước sẽ không phải tách lớp, chia ca lệch giờ để thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét. Bài toán thiếu phòng học, giáo viên giảng dạy khi chia tách lớp cũng được giải quyết. Các trường học sẽ được bật điều hòa và định kỳ mở cửa cho thông thoáng khí. Trước đó ngày 28 tháng 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trường học. Nhà trường phải đảm bảo giãn cách trong và ngoài trường học, lớp học, phòng làm việc phòng chức năng, phòng sinh hoạt theo quy định của chính phủ, giãn cách tối thiểu 1 mét. Học sinh phải đeo khẩu trang đúng cách trong thời gian ở trường. Văn bản hướng dẫn điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh khi đọc trở lại của Bộ Giáo dục và Đào tạo tối ngày 23 tháng 4 cũng yêu cầu các trường đảm bảo cho học sinh đeo khẩu trang trên đường đến trường, về nhà và ở trường học. Thực hiện hai văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 20 tháng 4 đến nay, trường học cả nước phải xây dựng các kịch bản phòng dịch bao gồm tách lớp học làm đôi, chia ca sáng chiều học sinh chỉ học 3 buổi tại trường, còn lại học online. Các em phải đeo khẩu trang, ngồi so lấy cách nhau tối thiểu 1 mét. Trường tiểu học núi Thành của Đà Nẵng, trung phổ thông Trần Quang Khải quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, còn cho học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo kính chống giọt bắn đã gây ra nhiều cái tranh cãi. Đến ngày mùng 7 tháng 5, 63 tỉnh thành đã cho hàng chục triệu học sinh đi học trở lại sau 3 tháng nghỉ học Covid-19. Chủ yếu là học sinh cho cơ sở trung phổ thông. 21 ngày qua Việt Nam không xuất hiện thêm ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng số người mắc bệnh là 271, trong đó là 232 người đã khỏi. Đeo kính chống giọt bắn trong lớp học là cực đoan. Một số trường học buộc học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo kính chống giọt bắn. Lớp học không bật điều hòa là máy mắc và cực đoan. Các chuyên gia đưa ra nhận định, trên các cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 sáng mùng 65, những biện pháp này không những không cần thiết mà còn hại cho sức khỏe của học sinh. Các chuyên gia nhận định và kiến nghị học sinh trong lớp không bắt buộc phải đeo khẩu trang nhưng phải giữ vệ sinh cá nhân chịu khó rửa tay giờ ra chơi các em phải đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc với các bạn lớp khác để tránh xác suất lây nhiễm dù là rất nhỏ các phòng học có thể bật điều hòa nhưng định kỳ mở cửa sổ mở cửa chính để thông thoáng khí phụ huynh không nên cho con ra nơi công cộng khi không cần thiết chuột thí nghiệm khỏe mạnh sau 10 ngày tiêm vaccine ngừa covid-19 việt nam đã thành công bước đầu trong việc nghiên cứu dự tuyển vaccine covid-19 và tiêm viên chuột Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Vaccine và Sinh phẩm số 1 Via Botech, Bộ Y tế là đơn vị đầu tiên ở nước ta nghiên cứu thành công vaccine dự tuyển COVID-19 và bắt đầu tiêm thử nghiệm trên chuột. Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Vabiotech cho biết, ngay từ cuối tháng 1, thời điểm dịch bệnh bắt đầu bùng phát và rất mạnh ở Vũ Hán. Sau khi có trình tự gen, các nhà khoa học Vũ Hán công bố, ông đã phối hợp với các nhà khoa học tại Đại học Bristol của Anh để nghiên cứu vaccine COVID-19. Đối với việc phát triển vaccine, có nhiều lựa chọn khác nhau đối với các công nghệ như là vector virus, tổng hợp, gen v.v. Vector virus là hệ thống được cài đặt một hoặc nhiều vùng gen mã hóa vùng kháng nguyên mong muốn. Khi tiêm chủng, kháng nguyên protein sẽ được biểu hiện tương tác với vật chủ để tạo ra đáp ứng miễn dịch phòng tác nhân đích gây bệnh. Bước đầu tiên phải kiểm tra được đoạn gen mình đã cài đặt có tính kháng nguyên hay không, tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt cho biết. Nếu thành công, đây là bước đầu hết sức quan trọng trong việc phòng chống COVID-19 ở Việt Nam. Chuột thí nghiệm khỏe mạnh sau 10 ngày tiêm ngừa vaccine 19 và tiếp tục được theo dõi đánh giá khả năng sinh kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2.